À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024. À, xin nhà kính chào à, anh Đinh Quang Tiến từ miền Bắc Cali. Vâng. À, anh Nguyễn Lê Tiến, và dạ, xin lỗi, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến từ miền Bắc Cali. À, từ miền Bắc Cali xin à, à, kính chào quý vị khán thính giả hôm nay dạ vâng à, thưa Đúng quý khán giả chúng tôi trong cái diễn đàn đó thì chúng tôi có hai vị khách mời đó là anh đinh quang tím ở hiếu và tiến sĩ nguyễn lương tím nhà vật lý ở miền bắc cali cho nên hai ông tím này ông nào cũng tím chứ không có lùi thành không <cười> lùi. <cười> cho nên cứ, 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 cứ lộn qua tây xin nha, cáo lỗi cùng quý khán giả bây giờ thì thưa quý khán giả anh tím nó khỏe không khỏe anh khỏe không <laughs> dạ ngày hôm qua thì thưa quý khán giả ngày hôm qua mà chúng tôi qua mỹ rồi cũng trên 30 chục năm rồi nhưng mà ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi ra tức là đi vận động đi khoa để mà cái cuộc ra của bà camera harris về thành phố hiếu tinh thì anh biết là à, trong cái chương trình thì họ nói là sẽ bắt đầu từ ba giờ cho tới tám giờ tối thì mình nghĩ là mình tới sắp hàng là 3 giờ kém 15 là thấy là ok rồi mà anh biết sắp hàng mãi cho tới 6 giờ gần 45 phút 6 giờ 45 thì chúng tôi mới vào tới cổng mà cái đặc biệt đó là nếu mà anh tiến hỏi là cái cuộc bầu cử này ai thắng ai thì chúng tôi thấy là nếu mà qua ở nhà mình suy luận đó mình tiên đoán qua các cái tham dò đó thì mình thấy khó mà nói nói một cách chính xác nhưng mà ngày hôm qua đó chúng tôi có đi và quan sát với nhiều anh em đó thì thấy như thế này anh tiến nghĩ sao tức là trong số người hàng người sắp hàng ừ, xin thưa là cái hậu trường nó có sức chứa là 26.800 người nhưng mà đó là số chứa ở đây để mà quan khách xem ở đầu bán đánh ở dưới à, nhưng mà ngày hôm qua là cái ngày cuộc rally cho nên họ mướn toàn bộ hết thành ở dưới đó là khách ở dưới ngồi nữa ở đây thì ngồi chặt ở dưới đó thì chúng tôi ước chừng là số người tham dự vào khoảng 30 ngàn. Mà thưa quý vị đó, à, ngày hôm qua đó chúng tôi cái hình đang thấy đó là chúng tôi cùng với mấy anh bạn nữa, mấy người nữa khuất mặt rồi. Anh này là anh Thưởng cùng đi với chúng tôi thì đã sắp hòn mà anh Tiến biết không? Họ sắp hàng để quẹo qua quẹo lại giống như con rác đó, tức là vòng 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 nhưng mà họ để cái để cái khung sắt thôi và mấy cái dây thôi vậy mà họ tự động sắp hàng hàng này qua hàng kia mà anh biết ở bên ngoài đó là cả hàng, hàng mừng mấy mà ngàn sắp hàng mà họ đi từ chúng tôi tới là 3 giờ thiếu 15 cho tới 6 giờ 45 mới vào được cổng anh em chúng tôi nghĩ là chắc là không tới tới đó là để, để cho quan sát biết thôi thì mình thấy là người Mỹ đó, họ quan tâm rất là nhiều và qua cái, cái cuộc mà đi quan sát chúng tôi quan sát đó là anh thấy người Mỹ da màu người Á Châu thì rất là ít chỉ người Việt Nam thì chúng tôi có một số nhưng mà có hai người hai chị em từ Đà Lạt từ người Nam Dương từ Đà Lạt xuống đây để tham dự cổ kể của là đi cũng vất vả và cổ thích thú lắm nhưng mà chúng tôi thấy là người Mỹ chán nha Mỹ trắng mà các bạn trẻ nữ cũng như nam chừng lũ khoảng hai mấy tuổi đó thì chúng tôi đều nếu mà nhìn quan sát kỹ như vậy đó người già rất ít mà người trẻ rất đông thì cái điều đó cho thấy là ở đây là một cái tiểu băng đỏ tiểu băng tái sách là tiểu băng đỏ mà nếu quý vị nhìn cái hàng 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 mấy chục à, hàng mấy chục ngàn vào ở bên trong đó mà rồng ráng họ chờ đợi mấy tiếng đồng hồ mà họ kiên trì như vậy đó điều đó chứng tỏ là bà harris chắc chắn là thật đây là tiểu băng đỏ chứ không phải tiểu băng xanh thì chúng tôi không nói nhưng mà tiểu băng đỏ mà họ sắp hàng như vậy mà họ kiên trì vui vẻ chờ đợi gần tới 4 tiếng đồng hồ mới vào tới cổng thì chúng tôi cho rằng là cái số người mà đi bầu năm nay nó nó cao và cái số người đi tham dự mà nó mức độ ở tiểu băng đỏ như vậy đó là chúng tôi cho rằng là nó chứng minh một điều là bà Camerica sẽ thắng đó là mình nói về vận động, không biết anh Tiến có cho cái nhận xét gì khi mà đây là cái nhận xét chúng tôi vào bên trong hậu trường đó quý vị thấy không? Cả trên hậu trường đầy hết và chúng tôi đứng ở dưới dưới cây xăng, vào ở trong đó cây xăng bây giờ thì họ không có người cho nên mình ngồi dưới đông lớp Dạ. Anh Tiến có câu hỏi gì về vấn đề này không? À, thì hôm qua tôi thấy phô, anh Hoàng Bắc Phong tôi một cái rồi anh mới bảo là, 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 chắc lúc đó anh bác đang đứng đây nè. Đó, mà tới chờ chờ hoài cho buổi tôi coi vô cho coi cái cái này rồi. Chờ hoài cho buổi thứ ba bốn tiếng đồng hồ sau năm tiếng đồng hồ sau đó thì là mới mới có mới mới tới thế tới, tới, tới cô Beyoncé. À, tôi bảo là cho, cho anh bác cho anh bác xỉu nơi. thì cái hôm qua rất là thú vị. Cái cái cái, cái đông như vậy đó và và người trẻ cũng có phần là của cô cô ca sĩ Beyoncé nữa uh, nhưng mà cái hôm qua uh, mình thấy trên cái hình này là là dường như là cái chủ đề tập trung vào 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 women và, và 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 cái cái cái, cái mà mà uh, free of uh, uh, về tự do về sức khỏe đấy đó thì là cô Beyoncé là có đâu hát đâu đó nhưng mọi người đều tới rất là đông và cô nói là cô ca sĩ cô nói rằng là à, tôi tới đây không phải là một người không phải tư cách một người là là, là là một người nổi tiếng, không phải là một ca sĩ. Đó mà tôi tới đây với tư cách một người mẹ. À, <laughs> rất là chân tình đó. Anh nói thế nào hú lên tất cả. Nói, là, là, là Và cái hôm qua là cái ngày cái 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 cái, cái ngày 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 mà là, là kể thật tình và cái 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 dấu hiệu đó đó ra biết là theo những cái mà uh, poll đó, thì là cái số người trẻ mà ủng hộ bà Harris rất đông đông vượt trội so với lại 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 trong có thể là nói là 70 30 đại khái vậy đấy hay là uh, thậm chí nếu mà con gái thì còn đông hơn nữa nếu mà phụ nữ đó thì thậm chí là 80 20 chẳng hạn đó chẳng hạn là thành ra và họ rất là quan tâm tới cái mình mình biết là nếu anh bách nghe không lầm là uh, phụ nữ chỉ được đi bầu nước mỹ này là bao lâu là khoảng chừng 1920 tới giờ thôi 1920 tới giờ tức là khoảng chừng trăm năm thôi đó còn ngoài ra thì định định phụ nữ là, là là là, là, chuyên môn là theo nói theo tiếng tiếng uh, là, là, là là có chữ tiếng đức là ba chữ ca hay là tiếng 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 Anh là uh, cũng vậy tức là này tức là nhà thờ uh, uh, bếp và đẻ con <laughs> đấy thôi cho nên là với cái thời đại bây giờ thì nó khác hẳn đấy rồi thanh vô chắc trong các trường là đại học chẳng hạn nam nữ đều như nhau cả và rất nhiều người phụ nữ thông minh thì chúng ta là sống ở trong cái thời đại này chúng ta được cứu thoát bởi cái cái covid là nhờ ai là nhờ một phụ nữ <laughs> cái bà mà làm ra bà được giải nobel đó, mà về về ở RNA đó đó mà trong khi <laughs> phụ nữ có biết được coi thường về không được quyết định cái 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 là có con hay không có con hay là quyết định người ta bảo là quyết định lấy thân thể của họ thành tôi nghĩ hôm qua là là bán nhóm rất mạnh vào 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 cái vấn đề phụ nữ và và cái 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 quyền tự do của phụ nữ và phụ quyền tự nhất là cái cái, cái, cái mà những chống lại những cái 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 mà uh, uh, Ro, Ro, Ro versus Wade thì của cái uh, tố cáo pháp viện đưa ra theo tuân phục theo lời của Trump. Này, vâng, có ý kiến thế thôi ạ. À? Dạ vâng, cảm ơn anh rất cảm là nhiều. Hôm thì qua à, uh... hai vợ chồng tôi ngồi ngọt nghe say mê. <laughs> không biết thế anh. anh, anh à? biết là chỗ theo, không nghe theo theo... Anh, lúc đó chỉ nghe người ta gào lên. <laughs> theo chương trình là tới 3, 3 giờ tới 8 giờ mình nghĩ là 8 giờ chấm dứt nhưng mà mới vào cổng đó thì khoảng vào 6 giờ 3 À, 6 giờ 45 mới được vào cổng rồi vào bên trong đó thì mình tưởng họ xét kỹ nhưng mà cuối cùng họ xét về cái vấn đề vũ khí thôi họ chú trọng về vẫn kiểu vũ khí rồi vào bên trong thì rất là vui những người đi với tôi chúng tôi đó là có anh thưởng và chị chị minh á thì cũng ở đây ba bốn chục năm họ nói đây là lần đầu tiên mà họ tự mở họ đi rất là vui mặc dù Đúng. đi rất vất là, vả là, là đi đi bộ mà mấy ba tiếng đồng hồ ở bốn à, tiếng đồng hồ thì lâu lắm nhưng mà họ vui là vì chăng đợi mình chưa có cái lần nào thử thách mà đặc biệt năm nay là phải đi để cố gắng cho bà Harris thắng bởi vì chúng tôi sắp hàng đó thì họ mấy người Mỹ nữa nếu mà ông Trump trở lại thì rất là nguy hiểm không phải là những cái tổng thống khác thắng thua là chuyện bình thường nhưng mà ông Trump mà ông thắng đó, thì nước Mỹ nó sẽ tiêu điều hơn nó sẽ khó khăn hơn nó sẽ phức tạp hơn và nước Mỹ là một nước độc tài anh biết không sẽ nước Mỹ đập lại. Bằng cớ rõ ràng nếu anh theo dõi trong những ngày gần đây. Sau khi ông Trump rời tòa Bạch ấp. Không dẫn gọi cho Putin. Ít nhất là bãi lần. Và mới ngày hôm qua thì uh, New York Times họ còn tiết lộ nữa. Là Elon là một cái tay cũng là tay công nghệ. Mà bây giờ cũng gọi cho Putin nhiều lần. Như vậy cái câu hỏi người ta sẽ đặt ra đó. Putin, uh, uh, Elon Musk và Donald Trump mà trả lại chính trường thì họ cấu kết với nhau một ông là công nghệ một ông là độc tài và cả hai đều liên lạc với Putin mà Putin cho tiền bạc đó là chắc anh thấy là nước Mỹ này sao, nó sẽ đi về đâu đó là cái câu hỏi lớn mà ai cũng quan tâm hết thưa anh bây giờ sau khi mà nói về cái cuộc mà ngày hôm qua thì uh, bà tới đây là mục đích là bà vừa vận động tranh cử cử tri nhưng mà chú ý nhất là hỗ trợ cho ông Colin O'Reilly ông Colin O'Reilly là một dân biểu liên bang bây giờ ra ứng cử thượng nghị sĩ để mà đẩy Ted Cruz thì chúng ta không biết sao nhưng mà cái ông này là, là rất là khá người, nhiều người cũng tán thành cái quan điểm của ông thì cùng lúc đó anh thấy ở ngày ở ông uh, ở Austin cũng ở tiểu bang Texas thì ông trump cũng về đây vận động tranh cử, cái buổi sáng thôi, gần trưa thì có đó, thì anh thấy hình như là bà Harris đi đâu thì ông trump đi theo đó thưa anh, không biết là mùi vị của bà Harris như thế nào mà ông trump cũng khoái đi theo bà Harris, anh nghĩ sao về vấn đề này? Thì uh tất nhiên người một ông ông già là là, 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 là gần 80 tuổi còn quà kia là có một thua tới hơn hơn 20 tuổi dĩ nhiên là đối với ông là một thiếu nữ là đúng không <cười> <cười> là con, con, nhỏ Harris thì nhỏ Harris thì phải đi đâu thôi anh tưởng tượng là bà Harris tôi thích cười là bà chỉ chỉ kể chuyện là bà đi làm 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 McDonald thôi vậy mà chàng đã cũng tò 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 đi vô <laughs> mcdonald gọi là, là 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 ra cái điều ở uh, 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 bưng tôi thích cái cười ha tại tại vì à, anh bảo bác cũng thế là là, là 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 cái chuyện mà là mcdonald thì bà chỉ kể trong trong câu chuyện vui thế để muốn nói là cái cái đời của bà là là cũng cũng giống như mọi người thì bây giờ mình nghĩ lại cuộc đời bà kì là 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 ba bà là một 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 nhà nghiên cứu là là, 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 là kinh tế à, giáo sư kinh tế của đại học ừ. uh, Stanford. Ờ. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng ly dị ấy, thì bà lại là một uh, bà mẹ ấy, là một cái uh, là một nhà nghiên cứu về ung thư vú hay sao đó về dạ, ừ. đúng rồi, Dạ. Đúng Nhưng mà dĩ nhiên mình biết là nếu mà uh, đã ly dị nhau thì người mẹ là phải vất vả lo cho hai đứa con thì gia đình bà sống ở trong cái cái khu hay là trung lưu hay là cũng cũng là trong trong khu khu khu, khu nên là cũng phải vất vả để để miệng ăn mình một cái nhà nghiên, nghi, nghiên, cứu mà thì tiền bao nhiêu nuôi hai đứa con thật sự là được sống một cuộc đời rất là trung lưu chúng ta để hiểu được và không những như thế đó ví dụ như là Bên Mỹ này á thì trẻ con nó là 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 phải uh, uh, con gái thôi nó cũng đi làm hết thôi vậy con <laughs> à, chắc cũng vậy đúng không tôi nó cũng là làm, làm này ngay chính tôi hồi nhỏ hồi hồi đi sinh viên tôi cũng uh, nhiều khi đói á, phải đi ra cái uh, cái chỗ mà chợ người cái chỗ sinh viên á cái ngồi đó cái xong rồi thì uh, 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 người ta ghi danh vào xong rồi người ta kêu đi á ah, cái thằng này mình đi uh, dọn đồ cho người ta nha thằng này đi giữ em nha <laughs> cái chuyện rất là bình thường của thời sinh viên đó thì bán nói vậy tôi đất cái gì đâu nhưng khi mà một ông một ông mà, mà để bọc điều người ta gọi là cái uh, ngậm thiều, ngậm thì bạc đúng không anh là silver spoon đó ngậm chi bạc để bọc điều đó đã, đã lên xe xuống ngược hay từ bé rồi. Tuy nhiên cũng có những người như vậy, họ cũng đi làm McDonald. Nhưng cái sự kiện này tức cười này là ông ông là ganh với bà. Ông nói làm sao là là bọn nó dốc dối chứng tỏ là trong cuộc đời ông không nghĩ tới cái chuyện là 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 là, là con người ta có có thể đi vào McDonald làm đúng không? Rồi nó làm bằng chứng đâu? Nó không muốn hỏi như vậy nữa. Nó làm McDonald bằng chứng đâu? Nhưng chính là một con người như vậy họ không hiểu được cái đời sống. Thành ra là... Nhưng mà có cái điều này nữa. Mà bắt một cách Có cái điều mà anh Tiến thấy lạ nè. Ví dụ như là những người mà ở Việt Nam qua lúc đầu đó cũng đi rửa chán rửa bát làm cho nhà hàng quát dọn. Đó là cái chuyện rất là bình thường, không đúng có gì là... Thì Harry à. khi mà ông bà chia tay nhau lúc bà mới 10, 12 tuổi mà yeah. em thì khoảng 10 tuổi như vậy bà cũng vất vả chứ không phải là thoải mái đâu thật ừ. sự nó trung lưu nhưng mà chưa phải là trung lưu bởi vì mẹ của bà là một nhà khoa học nghiên cứu về ung thư vú ở đại học Stanford thì dĩ nhiên là yeah. cũng không cá nhưng mà không đấy nỗi nào thôi nhưng bà nói trung lưu thành đi làm bình thường nhưng mà ông trâm khổ cái đó là ganh tị hai ừ. cái em người ta nói đó mình muốn chứng tỏ là mình cũng thu gì bả mình sẽ vô làm McDonald nhưng mà ừ. cái đau của ông Trâm đó là sau đó công ty McDonald họ nói là họ không ủng hộ hết và họ không muốn cái tình trạng ông trong xả ra trong cái công ty của họ anh thấy yeah. đó là cái điều gọi là uh, chỉ nhục trong dạ yeah. ông không muốn tức là anh tới anh phô trương rồi anh làm thế này thế kia là mà gây ra cái trở ngại cho công ty của họ họ cũng không thích mà ông trong bị danh tị muốn chứng tỏ là ô oh, bà làm McDonald ông có gì tôi cũng là làm được nhưng mà vào đó người ta thấy ông chiên đó cũng sai không có mang găng bao tay mà không có đầu nón không có đầu nón bao đầu bao tóc nữa thì như vậy cũng vi phạm thấy không nhưng mà thôi thì mình nói chuyện ông trâm qua đi trâm cả tôi chút xíu thôi tôi thấy tức cười cái ông trâm này á ông cứ nghĩ là ông là đàn ông đàn ông đàn ông giống như là strong man giống như là 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 kiểu là người ta gọi là alpha đó đó nhưng mà rất cực kỳ nhỏ mọn đó so Đúng. sánh nó nhớ, nhớ cái kỳ mà ông trước trước cái vụ mà mà đi lên mà cãi nhau mà tranh luận trên kia ông còn nói là cấm mang bục cấm 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 đi giày cao gót đại khái như vậy chứ không giống như là đừng đó là để 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 mua hút cao đó anh họ bắt tết một tức cười không một người đàn ông cao to Nói đối như vậy đó ông, này, ông thì đàn bà thấp hơn mình là chuyện bình thường <laughs> còn xinh nữa đúng không? vậy mà vậy mà vậy thì ông hơn người ta cái gì ông hơn cái sức vóc mà thời buổi này đâu phải chỉ sức bóp đâu mà ông chuyên môn nói là là bảo là ngu IQ thấp tôi bảo đảm là yêu cầu ông thua đó thứ nhất là bây giờ chỉ nói ông thích nói về gen nhá đó thì ba bà má bà đều là những nhà trí thứ thức là cao cấp hết bà là 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 là, là tiến sĩ là, là luật và luật và bà là 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 một nhà à, công tố viên Đó. chắc chắn còn ông là gì ông cũng chỉ học xong mức đại học thôi còn nhà giàu cậu ấm thế thôi ốc chưa chắc ai thua ai tôi chắc chắn là cái trí óc của bà IQ của bà hơn xa cái cái ông già gọi là, ốc ông, là, ông, là, ông chỉ nghĩ tới chuyện này và luôn luôn tự hào là ta là đàn ông. Con đàn ông, ừ. người ta hơn không hơn nhau ở cái vật trời đó. No. Thành một người đàn ông đó, tôi không cho một cái anh đàn ông mà anh già như là trong tôi cho là không xứng đáng là đàn ông. <laughs> anh nhớ là bà Nikki Haley đó khi mà tranh cử với à, sơ bộ đó thì bà có nói trong câu vận động tranh cử bà nói ông Donald Trump không xứng đáng để có một cái bằng lái xe chứ đừng nói là ra tranh cử tổng thống đó là lời nói hồi nãy anh tiến có đề cập tới vấn đề phụ nữ và nam giới trong cái thời đại ngày hôm nay đặc biệt là lúc bấy giờ đó thì chúng ta thấy là ở trong nhà mấy bả là tư lệ cho mình là phó tư lệ chứ đâu có tư lệ đâu <laughs> cho nên mình nói một cái điều nữa đó là đừng coi thường phụ nữ bởi vì phụ nữ có sự hiểu biết của họ và bây giờ rõ, ràng đó trước đây mình ở việt nam thì mình quan niệm rằng người phụ nữ đó chỉ cơm nước hay là phụ giúp cho gia đình do người chồng mà không có đi ra ngoài xã hội nhưng mà bước vào thế kỷ 21 rồi người phụ nữ ra ngoài đời anh sống ở đức xưa quý khán giả anh tiến đó, là dân đi du học ở miền nam mà anh du học ở đức à, rất là sớm và đến bây giờ thì hơn nửa thế kỷ anh đã ở đây bên này rồi cho nên chúng ta thấy biết là, là một người đã từng trải bà merkel là làm thủ tướng của đức tới mười mấy năm rất yeah. là giỏi và anh thấy bây giờ trở lại Á châu bà thái anh văn hai nhiệm kỳ của tổng thống một hòn đảo ở đài loan một người được người ta rất là quý trọng sau hết rồi bà vẫn còn được sự kính trọng của người dân đài loan điều đó chứng tỏ bây giờ một người tổng thống nữa mà ở một neighborhood của mỹ đó là Mexico cũng là một vị tổng thống nữ tổng thống cho nên nước mỹ đã sẵn sàng để cho có một người mỹ à, tổng thống thành những người mà nói như kiểu mà tiến sĩ nguyễn văn lương gì đó gọi là à, lúc này anh chạy rồi bỏ chạy rồi là nói trên đài à, cali today đó nói là bà harris bà chỉ là phụ nữ chỉ nằm ngửa thôi nói như vậy là chỉ nhục tới cả toàn thể phụ nữ và anh biết là sau khi mà ông nói chuyện ở trên cali today đó là bị nghĩa là 50 phần trăm vô ừ, trên 70 phần trăm vô vũ ông ta tua rồi cuối cùng bây giờ đâu có giống lên đài nữa đó là Nguyễn Nhân Lương người thứ hai là Mai Ma Ma Thanh Triết tiến sĩ Mai Thanh Triết học ở Pháp đó Cũng tuyên bố là thế kỷ này đó, là ông uh, Bill Gates và ông Fauci tiến sĩ Fauci đó là mưu đồ là chế ra cái loại vaccine đó để cho giết chết 3 tỷ người bây giờ thế giới này có 5 tỷ cộng 3, cần 5 tỷ thôi dân chủ họ muốn có 5 tỷ rồi bị lên tấn công quá họ lên họ viết, bây giờ tiến sĩ đó cũng chạy bỏ chạy rồi đâu có dám lên đài nữa là vì những cái ăn nó mà nó bừa bãi nó mà theo cái suy nghĩ của mình có thiên kiến đó, thì bị dân chúng sẽ phế bỏ dù là anh có trình độ anh tiến sĩ đủ thứ, đó, nhưng mà tiến sĩ đó là tiến sĩ giỏm bởi vì anh lên anh tuyên bố những cái điều đó là kiến thức cho nên mình trở lại với cái câu anh tiến đó, là chân lý không đấy từ sức mạnh chân lý cũng không đấy từ đám đâm mà chân lý đến từ những người trí thức có trí tuệ đó là à. những cái điều mà chân lý bởi vì mình là tự nhận mình có kiến thức có uh, có trí thức đó là mình phải biết trước để hướng dẫn Vùng chúng đang này chắc anh lại đi lộn anh lộn đường anh đưa sai đây. anh tiến nghĩ sao vâng chứ hết tôi có cái, thêm cái ý này đó là không chỉ một cái thời đại này đâu tôi nghĩ là những cái ông mà gọi là trí thức đó là ngu dốt đến nỗi không nhớ nổi cái lịch sử việt nam chúng ta là cách đây hơn 2.000 năm ở à, hàng 2.000 năm chứ năm 48 ai là người khởi nghĩa đứng lên đầu tiên đứng lên chống lại tàu bà trưng và triệu đúng rồi đúng không trước đó là chúng ta có học lịch sử ở thời đó là nước văn lang có lạc hầu lạc tướng có hùng vương nhưng mà những ông lạc hầu lạc tướng ở đâu chúng ta không thấy hai người phụ nữ đầu tiên trong thì ở thế kỷ đầu tiên đó, năm 48 đó, là bà Trưng và triệu và thêm một hai trăm năm sau nữa hay là một trăm hơn gần hai trăm năm sau là bà triệu triệu Thị Trinh bà nói là là bà cũng nổi lên bà chống 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 tàu thì có anh của bà là người người anh thì phụ bà thôi đàn ông phụ bà thôi là ông ông anh đó đó và mãi thêm 200 năm nữa 400 năm nữa tức là năm khoảng 400 hay 500 gì mới có vị đàn ông đầu tiên Việt Nam là chị dụ như là ông Phùng à, bố cái đại vương Phùng Hưng rồi Mai Hắc Đế vân vân Đó. những người anh thư đầu tiên của Việt Nam là phụ nữ đó. chứ không phải đàn ông đâu thì so sánh với những người phụ nữ như bà Trưng và Triệu

nó chỉ bằng con rong róm so với cái đèn thôi chứ việc chẳng nam nhi gì đâu chứ chỉ nam nhi ở cái chỗ là quý vị có cái của mà trời hay là bố mẹ phú cho quý vị thôi không có, không quan trọng gì đâu thành <laughs> ra nếu mà người đàn ông chỉ tự hào về cái đó thì sẽ sâu ra hơi vớ vẩn đấy Dạ vâng, bây giờ thì mình đi tiếp Thưa anh và thưa quý tín giả Chúng ta thấy cuộc bầu cử ở Nam Cali Của anh Derek Trần đó rất là quan trọng nó quan trọng ở lý do thứ nhất đó, là mình tự hào là người Việt ở đây 2.3 triệu người mà chưa có một dân biểu liên bang nào trước đây có nhưng mà như là chị à, à, chị Murphy. à, thì ở Florida ở tiểu ba à, tiểu bang đó chị ở trong một cái khu vực đó của người Mỹ thành chỉ làm chuyện hai nhiệm kỳ thôi mà bây giờ chúng ta có anh đây rất rằng là ở thế hệ thứ hai mà là đã đi quân đội của Mỹ và sẵn sàng đóng góp cho 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 cộng đồng của chúng ta thì ở miền Nam Cali có thể nói là chúng ta có 2 triệu ba chúng tôi vừa thưa đó trong khi đến Nam Hàn nha anh họ có người Mỹ gấp Nam Hàn chỉ có 1.8 triệu mà họ có gần tới 4 ứng cử viên dân biểu liên bang họ bốn ứng cử viên liên bang chẳng khi mình tự hào mình là ngon lắm chống cặm rồi nó đủ thứ hết nào là cộng đồng tị nạn nữa là theo uh, uh, đấu tranh cho dân chủ nhưng mà thực tế đó, một cái người mà có làm yêu nước có lấy giới trẻ mà mình không đưa được đó là một điều xấu đó là cái dở của mình cái điều thứ hai là bà Michelle Steele đó bà đã chụp mũ cho anh Derek rằng là cộng sản mà thực tế anh đã đi quân đội rồi anh lại là con của người tị nạn nếu như vậy thì bà có thể chụp mũ tất cả 2.3 triệu người đấy đều là cộng sản hết đây ừ. là cái điều xí nhục mà mình không lên tiếng, mình không lên bảo vệ, mà mình lại đi theo hùa với bà Michelle vì đồng tiền đó, thì đây là một điều đấu xấu hổ. Cho nên ngày hôm nay, sáng nay nếu anh theo rõ thì anh thấy ông Bill Clinton về vận động ngày hôm qua về tài chánh cho bà Harris ở Los Angeles và sáng hôm nay thì cô tới tham dự trong các cộng đồng sắc dân, thì nhiều sắc dân thì ông Bill Clinton đã hỗ trợ anh Andrew rằng Cái điều này thấy là người Mỹ đi hỗ trợ. Mà người Việt Nam là không đi hỗ trợ mà là chống đấu đi theo bằng Michelle. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Vâng, thì, thì câu chuyện rất là rõ ràng anh ạ. Anh Direction là một con của một gia đình thuyền nhân. Gia đình anh đã đi là, là vượt thoát, là đào thoát khỏi cộng sản. Và gia đình của anh đó có tới, nếu một tôi nhớ không lầm là có tới 6 người chết trên biển cả à không biết nhưng mà bốn bốn người con và một vợ vợ bốn con đều chết hết, vâng, dạ. vâng, thế, nó là một cái hoàn cảnh rất là bi thương và sau đó khi mà anh uh, uh, ra trường thì anh vào quân đội và thậm chí là tức là anh đã muốn phục vụ cái tổ quốc thứ hai của mình tổ quốc thứ tức là bây giờ là tổ quốc thứ nhất luôn đấy là, là 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 sẵn sàng là là, là không khiến như vậy và không những thế anh nó làm trong cái và cũng gần với tình báo nữa chứ không phải là đúng không đã từ ra vào, vào, vào bên 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 quân đội đó tức là khi đã vào như vậy á là những vào như vậy là được xét rất là kỹ lý lịch đúng không? đúng không cái lý lịch rất, rất kỹ vậy mà bà còn nói là anh ta là cộng sản đó. và tức là làm sao là bác coi thường bác coi là cái người nghe là người ngu không biết suy nghĩ các bạn những con, con người có thể chịu nổi như vậy không khi một người đại hàn là không phải là dùng dòng máu của mình coi mình là thằng ngu con ngu để có thể tin vào cái lời như vậy một cái như vậy là một cái sự sốc sược vô cùng và những người việt nam mà cũng tiếp tục á, là là xe nhau về cái là, là anh này là cộng sản đó thì xin lỗi cái tức là tức là mình quá 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 nhu nhược đi để người ta mắng mình như vậy người ta coi thường mình như thế mà mình chịu được à đó dùng cái dùng lý trí đi dùng một chút chút lý trí mà suy xét đi thì thử phân tích là tại sao hãy đọc những cái bộ tài liệu của bà. tôi nhớ là bà báo đưa ra một cái cái, cái bài báo của một cái 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 người thiên tả viết về uh, viết về cả báo lẫn tất cả mọi người lẫn cả ông á uh, cả anh rất cần thế mà chụp mũ người ta là cộng sản chẳng lẽ những cái người mà tiếp tục xe như vậy không biết đọc một cái người mà 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 đại hàn á mà, mà 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 coi mình cái trí tuệ mình tầm thường nếu nói tôi nói dớ dần như vậy mà anh tin được à và vẫn nói chứng tỏ là họ đánh giá cái cái tầm cái tầm cái tầm vóc cái cái óc mình như thế nào thành tôi nghĩ là thế là người Việt Nam thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó và mặc trước trong khi ngược lại anh Lê Đức Trần đó, là đã cống hiến mình cho 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 đất nước Mỹ này đó và sau đó anh cũng hoạt động xã hội ấy, và lo cho những người uh, trung lưu tất cả những công tác xã hội của họ đã đưa anh là lên là là, là đã, đã làm nên cái con người của anh cái so sánh anh và một cái, bà, cái một cái bà đó là không cùng với dòng dòng máu uh, không không có cái dính giá không hiểu gì chúng ta hết bằng chứng là khi mà bà người ta uh, cái cái bà là trong uh, hạ viện mà có cái uh, Việt Nam có cái, cái cái ủy ban Việt Nam đó họ viết một cái lá uh, 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 lá thư cho chính phủ Việt Nam và đề nghị về phụ phong gia đó vật vật và để minh vực cho những những người người dân Việt Nam bị uh, thiệt hại về phong thì thì họ ký cả trừ ba không ký. À, như vậy chứng tỏ là bà cái chất người nào. Những điều đó mà không thấy sao? đó thì là là mà mà lại là nghe những cái lời rất là <laughs> vỡ vẩn là nó vô lý đó. thì chúng ta người Việt nào đến nghe vậy mình hạ thấp cái 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 phẩm giá của chính mình và phẩm giá của cộng đồng và của dân tộc mình dạ, xin uh, xin lỗi xin lời. À, anh Hoàng biết đã tiếp đi ạ Dạ vâng, bây giờ mình trở lại vấn đề mà tranh cử Anh biết là còn anh em mình đang nói chuyện ngày hôm nay thì chỉ còn 10 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Thì có nhiều chờ đợi là có những cái biến cố gì đột xuất bất ngờ để xảy ra trong tháng 10 hay không Thì tới bây giờ thì mình thấy có những cái chuyện nhỏ chưa có chuyện lớn Nhưng mà bây giờ thưa anh và thưa quý tín giả Trong những ngày gần đây thì cái sự thăm dò đó nó không có chính xác ngang thưa quý vị và đặc biệt là ở hồ đánh cá độ ở Las Vegas đó, là càng không chính xác nữa quý vị nào mà theo nó nó là ông Trump ông dẫn trước rồi thế này thế kia nhưng mà thực tế không đúng vậy bởi vì ông Trump đó và đảng cộng hòa MAGA đó họ đang muốn đánh quả mù để họ tạo ra cái thế mọi người tin tưởng là ông Trump đang cái thế gọi là thượng pháp, cái thế thắng đó là cái điểm thứ nhất điểm thứ hai đó nè mấy ông Trump mà có thua đi, ông nói ha ah, tham dò tôi đều dẫn trước hết mà bây giờ dân chủ họ là đánh tráo cái kết quả của cuộc bầu cử tức là họ dân lạc cho nên ông chống à và ông nói đây là cuộc bầu cử dân lạc anh nghĩ là cái điều này đây có phải là âm mưu của Donald Trump không thưa anh vâng <laughs> thì chắc chắn rồi anh ạ à. cái 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 mà cái cái luận điệu mà đánh cắp của bầu cử nó đã kéo ngay lại nhảy là bốn bốn năm nay rồi chứ không phải mới đã? chứ hoàn toàn là không mới gì cả đã? mà tôi thấy tức cười lắm tôi cho nói chuyện bên lề cái hình như là cái đó cũng là cái chính sách hai bên cái 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 cái, cái, cái. À, tôi có tôi có đọc một cái poll buồn cười lắm anh nếu mà mình coi trên mặt báo chí thôi thì người ta hay hâu hoán lên là ông ông Trump đã vượt ra rồi nhưng mà mình coi lại bên bên năm uh, những cái mà thống kê tổng cộng tổng 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 hợp lại đó của 53 của 538 uh, này hay là của Real Clear Politics đó, mình mình gây kết lại thì phần lớn đều là bà Harris còn dẫn trước ở, ở toàn quốc gia hoặc là thí dụ là 49, 47, 4, uh, 48, 46 thường thường là hai điểm một điểm hai điểm một điểm lâu lâu bỗng cái nó vọt lên một cái thế thôi đó mà thường thường cái đó là có thể là của đại Pháp xa thì kia vân vân nữa đó thành ra trong đó nếu mà mình nhìn tất cả cứ nếu mà, quý vị cứ đi vô nói khi như là gõ trên google á năm ba tám có số năm ba tám là đủ nó nó cũng dẫn theo đó năm trăm ba mươi tám nha đó thì họ sẽ có cái danh sách là 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 nhiều cái pô khác nhau tôi thực là nhiều khi có chỉ trong vòng 7 ngày thôi mà sự có sự tranh lệch là thí dụ như là cái là là bà 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 ăn hai điểm có cái kia là bà vừa hạng ba 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 bốn điểm luôn mà phần lớn bà vẫn thắng. nhưng mà tôi có cảm tưởng như là bên hai phe có strategy khác nhau và bên bà Harris bên đảng dân chủ chuyên nói là underdog đúng không anh 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 dạ vâng anh mà tôi để ý là thí dụ như là Paul là nói là bà là 49 ông là, là 47 á thì là tôi hay nhận được mấy cái email là 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 4, 49 49 hay là thậm chứ là ống hơn mà của ai không phải là của <laughs> không phải là của cộng hòa đâu nhá mà của phe và Harris thường thường là giống nhau ờ ơi sáng lắm rồi sáng lắm rồi bà con nó là nguy nguy cơ đến nơi <laughs> trong khi là bên 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 bên, bên, bên Trâm á thì luôn luôn treo hò thắng lợi từ đầu đến cuối anh trong à, anh anh Hoàng Bách có có đọc cái có, có đọc tăng Quốc Chí không? Dạ có thưa anh. Dạ à, anh nhớ là hồi xưa mấy ông tướng nó bắn nhau á là có cái có cái có cái chiến thuật là là thế gì thế ỷ dốc á tức là mình để quân của mình cái ngay sát bờ sông này hay là đằng sau núi không có đằng nào thoát hết á quân địch cái dồn tới đúng không cái là la lên ôi bây giờ quyết tử còn cái kia là cứ ào 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 thắng lợi đúng không thành ra tôi nghĩ một phần là là cũng cũng là cái, cái 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 cách hai bên khác nhau đó. thành ra ngày nào tôi cũng nhận được email như vậy hay facebook cái là mình mới nói trong bụng trời nó tôi dọa thu hoài má ơi <cười> <cười> nhưng mà mình cũng lo phải không Thế nên là nó bấm donate <laughs> thành ra là cái 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 mà cái 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 quỹ mà 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 donate 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 thành ra là cái quỹ của bà là tôi nhớ là bây giờ nó lên tới cả tỷ rồi chứ nó gấp thì như là gấp đôi ông trump á thì chứng tỏ là cái mà không hạt ít trong khi á cái số tiền tỷ phú đóng vào á đó, thì cái tỷ phú mà xuống nhà giàu á, thì tôi nhớ là trong một cái report á là thí dụ như là cái bên uh, nhà giàu thì ủng hộ tỷ phú á, ủng hộ uh, trong gấp đôi lần cái cái uh, tỷ phú uh, uh, ủng hộ dân chủ. Bên tỷ phú ủng hộ dân chủ, thí dụ ông Gates này, ông Mark Cuban nó nọ trên văn. Còn thành cái số còn lại đó là do cái là người ta gọi là grassroots, giống như là một người gọi là, là bình dân đó mà vô năm đồng người đồng 25 lộc đại khái vậy thôi nhưng mà cái số tiền đó, nó chứng tỏ đằng sau đó một cái một cái nhiệt thành của của cái cái, cái đại chúng đó ông tỷ phú có một một phiếu thôi mà một anh mà à, một một chị bán dịch hoặc dịch lộn đi góp một phiếu đó thành ra chị hoàn hợp liên lộn cho đồng thôi ông tỷ phú trong tỷ nhưng mà một phiếu như nhau đó thành ra tôi nghĩ là cái 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 đó là một cái yếu tố là làm chúng ta niềm tin mặc dù kênh thông, thông thông qua số tiền chẳng hạn nhưng mà mình thấy là cái cái cái, cái 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 ý chí của con người đó ý chí của người dân Mỹ nó thể hiện sau đó Xin là có... cũng đồng ý với anh anh, anh anh Tiến đó là chúng ta biết là cái B ông Trâm thì ông dựa vào cái B tức là những người Mỹ trắng của ừ. là theo đó là đông nhưng mà anh biết là ở bên bà Harris đó, là dựa vào tầng giúp quảng đại quần chúng cái quảng ừ. đại quần chúng đó mới là điều quan trọng cho ừ. nên ông Trump đó bây giờ quý vị thấy là trong tháng 9 ông trang cái tiền quảng cáo trong tháng 9 bà Harris quảng cáo 280 triệu nha trong vòng tháng 9 bãi tiểu bang chiếm được trong khi đó ông Trump chỉ có 78 triệu thôi tức là bà quảng cáo gấp 3 lần đó là điều thứ nhất điều thứ hai trong tháng 9 bà đã thu trên 1 tỷ đô la đó là chưa kể tiền ông Bill Gates mới hỗ trợ thêm 50 tỷ ở 50 triệu nữa thì hoàn toàn nó có thay đổi rất là nhiều đó là cái điều mà chúng ta thấy bây giờ thì nhiều người rất là quan tâm anh nhưng mà cái điều đặc biệt chỗ này anh thấy so với năm 2020 như như anh anh em mình có nói rồi đó là ông Trump có đủ điều kiện đủ cái phương tiện để ông trở thành ông thắng trở lại nhiệm kỳ thứ hai mà cái năm 20 mà ông không thắng được đó thì năm 24 rất là khó tại sao bởi vì cái ta lộ cái bản chất của trâm càng ngày còn lộ cái bản chất là ích kỷ và chỉ biết phục vụ cho quyền lợi cá nhân cái điều đó không phải là ông hoàng bách nó không phải ông tím nó mà điều này đó là ông mật miêu tức là chủ tịch hội đồng liên quân hoa kỳ điều này tới ai tới ông ron kerry là người cố vấn tránh văn phòng của tòa Bạch Ốc 18 tháng và ai nữa nhiều nhân vật khác như kể cả ông Mick McConnell là cái nhân vật và là chủ tịch khối thiểu số ở thượng viện ha. và nhiều nhân vật kể cả ông Ron Bolton Ron Bolton là cố vấn an ninh quốc gia của thời của ông Trump cũng đều lên tiếng là Trump không xứng đáng và Trump chỉ biết ích kỷ chỉ biết lo quyền lợi cá nhân mà không lo tư tập thể một cái điều nữa đó mà anh biết ông Trâm đó dưới thời chiến tranh Việt Nam ông là trống lính ông đó cái chân cũng đau ông không có đi lính nhưng mà ông luôn luôn ông nói quân nhân những người mà thua cuộc đó, những người mà bị thương đó ông rất là ghét và ông cho đó là những kẻ ngốc những cái, cái thua cuộc không xứng đáng thì anh thấy một người như vậy làm sao lãnh đạo được thêm một điểm nữa để anh tiến uh, cho biết là ông ông nói là nước Mỹ trên hết nhưng mà chính ông làm nước mỹ suy yếu trên trường quốc tế bằng cớ là ông nói cuộc bầu cử dân lặng anh thấy từ trước tới giờ ai có nói bầu cử dân lặng không mà tới bây giờ ông vẫn còn nói trong khi đó sáu chục vụ kiện năm 2020 ông đều thất bại mà ông nói bầu cử dân lặng rồi bây giờ cũng tiếp tục nói theo cái kiểu đó tức là ông làm suy ông làm suy giảm cái tiềm năng của nước mỹ trên trường quốc tế và cách đây ngày hôm qua ông phát biểu ở nevada ông nói là nước Mỹ này giống như một cái thùng rác rác rưởi không xứng đáng à ông chê ông Biden chê bà Kamala Harris rồi nói nước Mỹ như một thùng rác qua tất cả sự kiện này rõ ràng là trâm vạch áo cho người xem lân là làm cho nước Mỹ yếu kém làm cho trường à, thế giới qua thường nước Mỹ anh nhận định ra sao về vấn đề này vâng tôi sắp đặt lý do rất là chính nhất ta tôi nó ngược lại với cái, cái 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 nãy giờ nói là nó là thứ nhất tôi thấy trong cái vụ mà dân là bầu cử á là đúng là ông Trump và đám Maga là vừa ăn cướp vừa la làng. Đó. thực sự đó. Thí dụ như vì sao nói như này, ta con trong một nước dân chủ này, ta phải có luật chơi, có luật chơi nhé thí dụ như là mình uh, đi đánh uh, cờ tướng chẳng hạn thì con tượng nó đi thế này con mã đi thế kia, đó. Thế thì anh phải tuân thủ cái có luật chơi đó và có quản có, có có trọng tài có tòa án. đó nếu mà anh nói anh thua thì thường thường là sẽ có cái người thứ ba gọi là là, là 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 giống như là đá banh vậy là có trọng tài tới thế là tòa án chẳng hạn thì là tòa là nó anh thua thì là anh phải phân xử vậy như vậy nó mới là một cái nước dân chủ và văn minh nữa và trong Giống như mà anh đã mà à, đánh đánh cờ tướng đó. thế mà thua là, là nó ăn già nó ăn già tôi nhớ hồi nhỏ tôi, tôi ở trong xóm có nhiều ông già cũng là, là cả chớn đó. đánh thua rồi xong là còn lấy cái, cái 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 bàn cờ đập đầu ông già kia nữa cái đó chưa không được đó đó rõ ràng là tất cả các cuộc bầu cử cho tới giờ ba chúng ta cứ trải qua 4 năm hoặc là 8 năm cộng hòa một rồi xong là dân chủ cộng hòa dân chủ một cách là êm thấm và mỗi lần như vậy là một cái tổng thống cũ mời cái ông, ông, ông tổng thống mới là là trao chức quyền một cách là trượng phu và, và là 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 là, là giống như là quân tử vậy đó và sau đó họ sẽ cãi nhau ông trump không làm như vậy và ngay từ đầu đó, họ đã nói là là, là 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 gian lận rồi thành như anh nói là ngay bây giờ đã nói gian lận suốt 4 năm nay rồi để làm sao để làm chi vậy đó là để mà sửa soạn khi nên thua thì ta sẽ tạo lên những cái kiểu mà bạo loạn vào như là 6 tháng 1. Bây giờ tôi không thể tưởng tượng rằng là có ai có thể, tôi không biết dùng chữ gì đến mức từ cái chấm chấm này nó là đến mức là nghĩ rằng là có gian lận bầu cử. Khi mà ông đã, hình như tôi nhớ là có 60 lần tòa án đã quyết định rồi về cái chuyện đó. Đúng không? Dạ. Yeah. Đó. và không có người ta không có anh không đưa ra bằng chứng nào đấy được là có rồi thì dominion ở uh, fox news đó, bảo là máy dominion là gian dối vân vân rút cục là đến chỗ nào là đưa ra tòa fox news không đưa ra một bất cứ một bằng chứng nào nếu mà có thì dễ lắm mà <laughs> đưa ra đó vậy mà cuối cùng Fox News phải settle với lại 780 triệu đô la gần 1 tỷ các... quý vị thường suy nghĩ xem coi cái anh mà nhà giàu như là 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 là, là Murdoch chẳng hạn tại sao ông họ phải chịu mất 780 triệu đô đô la để mà xét để mà thỏa hiệp cái đoạn để mà. thôi ngưng là tại vì họ có bằng chứng nếu mà họ có bằng chứng họ đã đưa ra là họ lại kiện lại anh kia là vài tỷ như thế đó thì tại sao họ không làm rồi không những vậy đó mà tôi anh hồng bách còn nhớ đây là mới 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 ở đây là uh, uh, elon musk còn nói như thế này nữa anh, anh, ta nói này là tôi là một cái 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 người rất là thông thạo mình với chuyện này tôi tôi cho rằng là không thể nào mà tin được computer được về trong cái chuyện này cho nên phải đến tay vì computer có thể bị hắc đó khi mà tôi đọc trên mạng rồi tôi coi trong facebook tôi ngạc nhiên vô cùng là có những cái người mà có học tử tế kỹ sư hoặc là tiến sĩ cũng tin vào cái lời Elon Musk thì <laughs> thí dụ như là một cái người mà mà không có học hành gì cả đi đó đó là là nghe ông ông Elon Musk này là, là là kinh hoàng lắm nào là Tesla nào là phóng uh, cái kia lên thì tin ngay nhưng mà quý vị tôi đưa cho nói không tôi nói là những cái, cái 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 người mà mà thiếu học đâu đã có học mới mức bây giờ tôi nói thí dụ assume được đại học đi trong ngành gì còn biết thì cái cái quan trọng nhất của bố mẹ đã cho mình ăn học là cái gì là và mình vào trường và mình vào trường đại học đó là cái khả năng suy nghĩ của mình khả năng có thể phân biệt đúng sai tôi có nói là thí dụ như thế này ông Elon Musk không tin vào computer có thể đếm và mà phải đếm tay đúng không ông có đúng hay không computer tệ như thế hay không mặt khác, nếu quý vị đi mua một cái xe Tesla chẳng hạn, thì có thể tốn 99 đô la để mà mua cái mà 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 cho nó nó nó, nó lái tự động. Tôi có xe Tesla nhưng tôi không có tiền để mua cái đó. <laughs> thì ông nhá, cái hệ thống tự động là gì? Là cái cũng cũng là computer mà nó còn phức tạp hơn là cái máy Dominion rất nhiều cái máy Dominion là cái computer và tất cả những cái hệ thống của nó để mà nó đọc được những cái 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 tờ phiếu này nó chỉ có câu chuyện nó rất là đơn giản nó chỉ coi cái 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 những cái 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 đốm chấm 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 nào cho mà nó ghi vào computer rất là đơn giản so với một cái xe hơi đó computer nó dùng các camera để mà nó nhận diện cái này nhận diện cái kia vậy vậy mà ông cái ông Musk đó ông có thể trust được giao cái tính mạng của một con người cho một cái computer nó ngồi nó, lái thậm chí ông còn nổ là năm 2026 ông ra cái robot taxi đó quý vị leo lên một cái là nó chở để không có tài xế luôn đó thì có phải là ông nói như vậy là coi một mặt tính mạng con người trao cho con việt thờ được mà trong khi cái cái card mà mà đó đọc quá thì bảo là không không tin nó được bây giờ anh ông nghĩ sao có nó phi lý vào nó phi lý cho nên đó, là, là là nếu mà ai tin được đó thì tại vì đã mù quá người ta nói gì tin đó thôi chứ dùng một chút lý luận thôi một lý luận này một cái common sense thôi lầu trùng là, là láo tuét nè nhưng mà họ cứ cứ nói đi nói lại mà khi mà ai nghi vào đó thì sẽ xét lại cái óc mình là cái anh nó nói giáo của mình ngày nào nó cũng nói láo trâm nói láo ngày nào cũng nói láo đó và mình vẫn nghe làm sao cái người nói láo nó rất khinh thường mình quá đi nó nói gì cũng tin khổ thế khổ cái là anh biết sao không ông trâm ông nói là những người di dân đến đây đó là mang cái riêng đấy cái riêng xấu à. cho tới, tới cho nước mỹ và ông nói là người á châu người phi châu là tới đây dầm máu đều đầu đập người mỹ trắng nhưng mà họ không biết xấu hổ nếu mà họ là mỹ trắng đó, thì mình còn chấp nhận họ đi họ không phải mấy mà họ là người da vàng vậy mà không biết xấu hổ cho nên cái bây giờ anh nói cái chuyện xấu hổ đó dưới bốn thờ của trâm nó đã lên ngôi rồi những cái à. thằng là ăn nói dân dối mafia lưu manh à, nó còn tệ hại hơn à, những người bán gọi à, là anh bán hàng tôm hàng cá nữa anh thấy à. ví dụ như là tôi với anh không đồng ý với nhau anh em mình có thể trách với nhau ồ anh nó sai cái này chúng tôi có thể sai cái này nhưng mà với thầy Trâm đó Hổ Anh là cả hai người đều ứng cử để trở thành tổng thống lãnh đạo cả nước Mỹ mà ông nói là bà kia đó là bà ngu dốt đằng độn. cái nổ đâu có chút xíu không ai mặc sát người khác như vậy mà đặc biệt là người phụ nữ anh đồng ý không anh có thể không đồng ý với tôi là cái chuyện bình thường bởi vì con người có những cái quan điểm khác nhau và tự do điều quan trọng điều số một của, tu chính ông số một là quyền tự do đó là bình thường anh bỏ phiếu cho ông Trump hoặc là cho bà Harris cũng là bình thường. Nhưng mà dưới 4 năm, người ta thấy là ông Trump đây quá tệ, quá nguy hiểm. Mà đến nỗi những người lãnh đạo như ông Ron Kerry, những người lãnh đạo như ông Ron Bolton, những người như ông Mark Milley là những người đã từng sát cánh bên cạnh. Còn những người mà gọi là hàng uh, uh, top, real đó, nó tôi là Cộng hòa, tôi ủng hộ ông Trump đó, thì cái đó không xứng đáng. Bởi vì những người đã từng lãnh đạo như ông Mark Esper Là đã từng là bộ trưởng bộ, uh, bộ quốc phòng Mà do ông Trump bổ nhiệm nha Nói ông Trump không xứng đáng Quý vị tin ai? Bây giờ quý vị không lẽ tin vào con người của quý vị. quý vị? Thành cái điều khó là những người khi họ tin đó, Họ trở thành cuồng Anh thấy Mai Vương mà Khi mà tà giáo rồi mà họ tin một cái tà giáo rồi, Họ cho cái đó là cái chính nghĩa Cái đó là đúng Thành cái điều đó là cái điều buồn của mình và chúng ta biết là đơn sống ở đây mà nếu mà một người như bà camera harris đã trở thành à, lãnh đạo đó thì con cháu chúng ta có cơ hội tương lai sẽ là trở thành dân biểu nghị sĩ có thể là có ngày nào đó một hai thế hệ tới nó trở thành tổng thống, phó tổng thống đâu có biết được nhưng mà nó mở đầu cho một cái gì bình đẳng không có phân biệt sắc tộc ở đây còn quý vị đi theo những người mà chủ trương phân biệt chủng tộc mà chúng tôi không biết là ở bên cali của anh đó bây giờ thì cái phong trào mà người mít uh, uh, phò trong đó maga đó nó giảm đi rất là nhiều không biết bên sân rô ra sao nhưng mà ở ở bên hiếu tinh này còn lèo tèo mấy người à còn ở bên nam cali thì còn cũng rất là ít bởi vì bây giờ anh thấy ít chúng tôi thấy có ông trần phong vũ mới đây cũng lên lên tiếng trên The voa nói là bà harris thế này thế kia thì chúng tôi cho là ổng là trước đây đó là làm uh, Việt Nam thông văn xã ở, 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 của của Việt Nam Việt Nam cộng hòa một người rất là dễ thương đàng hoàng mà bây giờ bị cuồng cuồng ấy rồi đưa ra những cái tư tưởng tầm bậy tầm bạ kể cả nhân nguyễn lý tưởng anh biết là người quản trị cũng là một người uh, cựu dân biểu mới tuyên bố những cái mà người ta không tưởng tượng được cho nên từ Nguyễn uh, Nguyễn Lý Tưởng hay là Đỗ Như Điện hay là Nguyễn Văn Khanh uh, hay là Hoàng Đức Nhã đó, anh thấy đó. Ông Khanh, ông ông làm truyền thăm lâu cho này, ông có cái điếm ở chỗ này. Cái điếm của ông là, ông, lên, ông theo ông Trâm, nhưng mà ông không nói ông. Tôi uống cà phê với mấy người bạn, mấy người bạn thuê bên ông là đặt giá leo thang thế này thế kia. Đó là cái kỹ thuật. Rồi còn nói nữa là, ông Trâm thăm dò, 50-50, sao 50 được? nếu mà những người nào có lý trí mà có trí tuệ những người này nguy hiểm cái đó là họ làm truyền thông họ đầu độc cho những người khác cũng như đài bên này đài dân phục của quân của thanh thủy anh biết là đầu độc người khác đưa ra những cái tin toàn là xạo láo mà họ chủ trương như vậy là vì sao họ không có trí thành cái điều đó rất là nguy hiểm giặt ở đâu không có giặt ở xa giặt ngoại quốc mà giặt ở sau lưng của mình đó là những người đó là nụ tuyến những người rất là nguy hiểm đầu đọc khấn tính giả họ qua thường khấn tính giả không có trình độ nhận chắc cho nên họ đầu đọc đó là những cái điều mà anh thấy nguy hiểm phải không bây giờ còn ít phút còn lại 3 phút còn lại giao cho anh đó anh trình bày và kết thúc chương trình vâng tôi thấy một cái bi thảm trên nước mỹ là này là cái sự chia rẽ và người ta không tin tưởng nhau nữa một cái rất là bi thảm và cái đó là nó mới sinh ra cái thời đại trâm thôi cái thời đại trâm đã lên thôi với lại những cái lời quá khi của ông ta và chia rẽ và gây hận thù anh hoàng bách có nhớ không cái thời trước trước kia ông bush rồi tới ông uh, bush con bush Reagan rồi ông linton rồi thì uh, uh, ông obama thì chúng ta có thể sống một cái đời sống rất là bình thường đúng không anh anh hoàng bách à, à, có thể là 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 là, là chính tôi nữa tôi có thể là bỏ cho dân chủ nhưng mà thí dụ ông thượng nghị sĩ mà cộng hòa tốt thôi mà những con người tôi, tôi thật là kính phục đang tử tế như ông mccain là tôi sẵn sàng bỏ phiếu Đúng hay là dụ anh hoàng bách muốn muốn bỏ ông ken tôi muốn bỏ cho ông uh, 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 obama hay là sao đó vân vân, thì chúng ta vẫn ngồi nói chuyện bình thường với nhau ngược lại là như thế này trong có cái tình trạng là khi ông lên thì ông xé xã hội chúng ta ra làm đôi. Đó. Và anh Hoàng bắt vào quý vị còn nhớ ông ông hiện thời ông đã công khai mấy mấy bữa trước thôi nè tuần trước hay hai tuần trước thôi ông nói những cái cái bà Pelosi hay là, là là kia là kẻ là cái nội thù kẻ nội thù enemy within tức là kẻ nội thù Nha. Thí dụ như là đối với báo chí chẳng hạn, ông nói là Facebook như là mặc sức có bẹt á, coi chừng đó có thể ở tù suốt đời. Tức là cái cái, cái, cái thảo, thảo là tức tức là mãn đời tức là tù trung thân. Nha. Và ông nói những cái câu đó đảm bảo nó xé con người đã làm hai đến nỗi là anh còn bách với tôi là anh còn bách nãy nói là nam maga nhiều chẳng hạn mình có cảm tưởng như vậy thôi là tại vì tôi cảm thấy là bây giờ gia đình có thể chia rẽ mà bạn bè có thể chia rẽ đó là vì chỉ là trâm không trâm thôi nhá yeah. và tôi tôi kể cái chuyện này với lời em đó nhiều khi à, vân nhà tôi về đó anh anh mừng quá oh, oh, oh hôm nay là cái con 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 bé gì đó té ra là nó cũng ủng hộ bà Harris, cái hai chị em kéo nhau ra nói chuyện nhau vui thì là vui. trước kia tưởng là tưởng là 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 được nói dối ờ, trong một thời một, một một người trong một thời gian ok ở uh, mãi mãi cũng được nhiều người trong một thời gian được nhưng mà tất cả mọi người trong mãi mãi là không được <laughs> trước sau thì sự thực nó lòi ra thành tôi nghĩ là trong người Việt ta hay là trong người Mỹ này đã có thay đổi rất là nhiều nhất là những cái cuộc đánh động như là ngày 6 tháng 1 này, ngày 6 tháng 1 chẳng hạn đã làm nhiều người cộng hòa thay đổi lắm chúng ta thử nghĩ lại coi khi mà bà Harris lên đi đi uh, uh, đi ở uh, làm rally thì tất cả các tổng thống cũ đều ủng hộ cho đến uh, ông Obama đi theo uh, rồi bà bà bỏ ông Clinton rồi bà Clinton bà Obama vân vân và uh, ủng hộ trong khi bên, bên dân chủ ông Bush không nói gì cả bên cộng hòa và bên cộng hòa thì không có một tổng thống nào cũng ủng hộ ông Trump ông Bush là người cao nhất còn lại đó thì ông nọ ở uh, văn phòng của ông nói rằng là ông đã rút khỏi chính trị lâu rồi mặc dù như ai cũng biết rằng là trước đó ông đã ủng hộ ông McCain, đã endorse McCain, nhưng mà kỳ này ông cũng không. Ông Dick Cheney cùng bà Cheney ủng hộ bà Harris. Ông Dick Cheney nói ông uh, 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 ông Trump là không 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 là người không xứng đáng hay toàn đâu là, là uh, bà bà Cheney thì đi đi cùng và là bà bà Harris đi tranh cử nhất là cách đây chỉ vài ngày thôi bà đã đã cùng bà 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 Harris hai 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 bà trưng bà triệu <laughs> đi từ Michigan rồi thì Pennsylvania và uh, 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 Wisconsin đó thậm chí hình như cả qua cả Georgia này quả thực tôi nghĩ bản một nữ luôn nha Jenny tôi cảm phục vô cùng là Xin, một xin, xin, lỗi chỗ này để, à, xin lỗi anh tiếng ở chỗ này để xin lỗi anh tiếng chỗ này để anh có thể kết thúc vậy dạ. khi mà bà bà Lee Cheney đi với bà Harris và liên đới luôn với cô có tê cô có tê tức là bên dân chủ mà hơi có tính cách là cấp tiến đó anh nhớ không dân chủ ừ. ở New York đó bây giờ chúng ta thấy có sự liên minh dạ. từ bên tả cho tới bên hữu Yeah. anh xin cho nhận định bởi vì cái chỗ này nó rất là quan trọng Bên cộng hòa chính ông mà, mà Mick McConnell ông yeah. nói ông Trump đó là những người Maga đó là những người thất bại mà họ thất bại yeah. thì họ đổ lỗi cho ông bên ở à, dân chủ gọi là, là thiên tài yeah. chính ông Mick McConnell nói nghe không phải chúng tôi nói nghe ông viết trong cuốn sách và ông sẽ sắp ra mắt sách để quý vị thấy là ông chỉ ông Trump đó là đã, đã phá nát cái đảng cộng hòa và đảng cộng hòa chỉ mai ra đó là họ tự bào chữa họ để vì cái sự thất bại của họ mà bây giờ chúng ta thấy có liên minh như ông Dick Cheney rồi từ bà Lee Cheney từ thiên tả cho tới thiên hữu và kể cả cựu tổng thống Bill Clinton Obama rồi tới bà Michelle Obama sẽ ra quân hỗ trợ đó thì chúng ta thấy có sự liên quan họ sợ hãi trước cái sự gọi là của ông Donald Trump trở lại chiến trường nếu ông là người bình thường không nói đằng này ông là nguy hiểm trong cái nền dân chủ của Mỹ mà anh tiếp tục và chúng ta kết thúc chương trình vâng thì mình thấy rõ ràng như ông bác nói đây là cả một cái làn sóng và cái này cũng là một cái nhận định của một một ông là, là nhà, nhà nghiên cứu và nhà báo rất là nổi tiếng ông hình như là Cavel hay là cái gì đấy là tôi quên rồi có tôi đã đọc một cái bài không nhớ rõ tên ông nhưng là một bài trên New York Times thì ông nói là ông tin là bà hay là uh, bà, bà um, Harris là tại sao và ông đưa ra ba cái lý do là là thứ nhất lý do thứ nhất là ông ông Trump đã thua hết kỳ này đến kỳ kia qua mấy lần bầu cử là 2018, 2020, 2022 rồi đó hệ ông ủng hộ ai tôi nhớ là những cái 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 cái, cái bầu cử giữa kỳ đó ông ủng hộ ai là người đó thua <laughs> đó thành ra đó năm cái cuối cùng cái cuối cùng là năm 22 đó là người ta tưởng là có một cái uh, một cái cái hào làn sóng đỏ nhưng làn sóng đỏ không xảy ra tức là liên tiếp rồi không có lý do gì nó thay đổi bây giờ và là trong đó đó cũng ông có nhắc lên là bà Harris là cả một liên minh từ phía bên tả rất là tả nhá như bà EOC uh, đó bà, bà bà ở New York đó và, <laughs> và bà, bà trẻ mà rất rất là hăng hái rồi Bernie Sanders chẳng hạn mà trải dài qua thấu tới 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 tới, tới ông 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 Dick Cheney à, đó là cả một liên minh là cả cả một cái cái khối người như thế thì chúng ta nghĩ cuối cùng rằng là chúng ta thấy rằng là đảng cộng hòa bây giờ không phải là đảng cộng hòa đảng cộng hòa đã bị trump cướp tím quyền trở nên một cái đảng trumpist trumpism đó. Đó. lúc đó cái đảng đó chỉ lấy một ông trump là ông thần thánh thôi không phải là một đảng con gái à con dâu của ông cũng là bây giờ cũng điều kiện đảng như vậy đó. và cái đảng đó nó kéo đi chính người Cộng Hòa đã thấy ra những cái người cao cấp nhất chúng ta thấy từ ông Dick, ở uh, Dick Cheney vân vân xuống nhá tới ông ông Mike Pence là phó tổng thống là cái người đã khăng khít ông đã support ông từ đầu đến cuối chỉ có cuối cùng thôi là không làm sai hiến pháp và trao quyền lại một cách tử tế và chính cái đám ở uh, khi ông ông Trump đặt tweet lên là, là ông Pence không có đủ can đảm để mà 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 thực hiện những cái chuyện chuyện uh, chuyện như ông Dũng muốn đó. Thế là cái bọn mà 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 mà, Maga nó lên lên Capitol nó nó đòi ông kéo cổ, cổ ông, 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 ông 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 ông, Pence lên và ông ngồi đó ông coi tivi và ông nói sâu so what? và ông Pence đã nói rằng người nào đứng trên hiến pháp không có thể nào trở thành được làm tổng thống người một tổng thống mà ông phó tổng thống cũng nói là ông không xứng đáng làm tổng thống hai người trong cái 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 đám mà 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 mà, mà 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 an ninh quốc gia đó là xếp an ninh quốc gia là hai người cũng hai người đầu mà trong đó có ông ông, ông Biden và ông, 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 ông nói là không không xứng đáng đó. và nói ra rất là nhiều chuyện kinh khủng rồi thì hai ông đại tướng nhé một ông á, là một ông á, là mẹ tức là chief of staff, chief of staff đó. là ông ông Kelly đúng không? Dạ yeah. Ông Kelly. chỉ cách nhau một tuần thôi ông trước nói ông ờ uh, uh, ông, ông đại tướng đã nói rằng là ông Trump là fascist tự tự sư cốt tự gọi in tự gọi và fascist và ông sau chỉ cách sau một tuần thôi là ông Kelly cũng nói như thế và chúng ta thấy rằng là tất cả trong cái nội các của ông á một non nửa nội các cũ trước là cái, cái cái cái, cabinet đó là bây giờ xoay lưng lại ông và tới và cái tới bốn trăm người đã từng phục vụ trong uh, người cộng hòa đó đã phục vụ trong từ thời ông Reagan cho tới 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 ông Bush cho tới cả ông 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 Trump nữa họ đã lên tiếng mà ông này không xứng đáng là tổng thống nhưng như và bà Cheney đi vận động cùng bà. Thì tôi thấy thằng sau đó là cả một cái làn sóng. Mà cái làn sóng những người Cộng Hòa đã nhận ra rằng tên này không phải là người Cộng Hòa mà là người fascist đã kéo chính cái đảng Cộng Hòa xuống dốc. Nếu mà không cùng nhau cùng với đảng Dân Chủ á, mà kéo tâm xuống thì không những hại cho đất nước này mà còn hại cho cả chính đảng dân chủ nữa ở à, của đảng cộng hòa nữa. Anh tôi thấy cái khẩu hiệu của hai bản tính đó là đằng sau đó là chữ là uh, country over party tổ quốc quốc gia trên đảng phái thì cái làn sóng nó nó không có trong một cái poll nào một cái thăm dò nào có thể thấy ra được cũng giống cái làn sóng người trẻ ủng hộ bà 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 Harris cũng không poll cái cái thăm dò nào thể kiếm được đó thì cái làn sóng đó tôi nhớ bà 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 Cheney nói rất là dễ thương nhá bà nói à, quý vị con thể coi coi lại trên trên rất là hay bà tôi 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 bái phục bà và 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 hai bà thật đó là bà bà nói là có cả millions tức là có cả triệu người cộng hòa sẽ âm thầm bỏ phiếu cho bà Harris. Thế bà còn khuyên một câu như thế này bà nói quý vị cứ việc bỏ phiếu đi bỏ phiếu cho Harris mà không cần phải nói với ai cả thành chúng ta ta hiểu là con người cho cho trong một đảng phái đó, đã bị kéo theo một cái dòng nước đó, nó rất khó ghi ngược vô cùng. thí dụ như là trong một gia đình chẳng hạn ba mình là ta cộng hòa mẹ theo cộng hòa bây giờ con cãi nhau sao rất là khó. một người sống trong khu phố đó, người nào giống như mình cứ tưởng là người bên cạnh là là ma gà không dám nói. Nè thành ra cái họ sẽ âm thầm mà mà bỏ phiếu cho bà Harris không cái Poll nào nữa. thành chúng ta phải thoát ra khỏi cái tình trạng là con người ta phải âm thầm bỏ phiếu không thể cãi không thể công khai là tôi chống tâm hoặc là tôi tôi, tôi 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 bỏ Harris nó khó cho rất là nhiều người Nào ra là tôi tin rằng là cái đằng sau đó là cảm cái làn sóng ta sẽ đảo lộn cái 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 việc cái cái này mình không không ngờ được mà tôi cũng mong thế là tại vì để cho cái cái đất nước của chúng ta này đất nước đã cu mang chúng ta đó thoát khỏi cộng sản để sống để cho thế hệ con, con cháu ta được sống trong cái bầu không khí nó lành mạnh, một cái không khí mà tôi nhớ bà trong những cái cuộc rally á, bà Harris nói một câu rất là hay là bà lớn lên trong tổng đội, bà làm prosecutor, bà không bao giờ hỏi you are Democrat, you are uh, Republican or Independent mà tôi hỏi là are you okay <laughs> đó are you okay bất cần đàm phán và cho rằng bác là người có thể hòa hiệp được là tất cả chúng ta có republican ở uh, ở uh, cộng hòa dân chủ thì cái đều là bạn có nói rất rõ là người dân mỹ có nhiều điểm chung hơn là các điểm khác biệt ngay cả cái điểm mà Nói là ông bà ông trong là phát xít bà cũng né tránh cái đó cho đến khi chính người người bên trong của ông cộng hòa hai ông tướng lên nói tay này là phát xít thì trong cái cuộc phỏng vấn đó, đó, là cách đây vài ngày bà, khi ký giả hỏi bà có nghĩ ông là phát xít không thì ông nói yes I, I think so thế thôi Thấy thành ra bà không muốn xé câu chuyện đó là to nữa thường nhưng mà rõ ràng câu chuyện nó là như vậy Trump từ bản chất là phát anh chi ta chỉ biết chính mình anh ta mà thôi và đang xé nát cái đất nước này trở thành ra những thái cực để mà chúng ta không thể sống yên lành được, không thể ngủ yên được ông ta được. Và tôi nghĩ Paul hay không Paul hay là thăm dò nhau và hay là ước mơ của chúng ta và cái các phải thực hiện là cuối cùng là chúng ta cần phải đi bầu và không phải bầu cho đảng dân chủ mà bầu cho nền dân chủ pháp trị một cái đất nước văn minh chứ không phải là một banana banana republic đó chính nhớ lại Elon Musk đó chuyên môn xa xả như vậy nhưng Elon Musk vừa mới làm gì đó bỏ hàng triệu ra để đi mua phiếu hành động anh ta là cái gì hành động mua phiếu hành động đã xảy ra ở nước vào những nước là hậu thậm chí người ta không dám công khai như thế thôi đứa nào làm cái chuyện đó Elon Musk ai biến đất nước này trở banana republic đi mua phiếu Elon Musk chứ không ai cả ai sẽ nát đất nước này Donald Trump và chúng ta phải đi bầu để mà đất nước chúng ta trở nên có hòa bình và xứng đáng có một địa vị là một cường quốc trên thế giới để mà có tài là đưa cái cái, cái 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 thế giới thành vào một cái chỗ tốt hơn trong đó các cả, cả cái, cái, cái 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 tổ quốc cũ của chúng ta. Xin. Vâng, tôi thấy thoát à, Cảm ơn anh anh tiến rất là nhiều. Anh kết thúc chương trình cũng rất là hay bởi vì cái quý vị muốn cái nền dân chủ yên ổn, trong gia đình yên ổn, hậu đoàn yên ổn, trong chùa nhà thờ yên ổn, quý vị phải loại trừ Donald Trump. Đây là một sự nguy hiểm. Mà nếu ông Donald Trump mà cấu cái với Elon Musk mà là đi chung với Putin mà gọi liên tục như vậy là quý vị biết là cái nền dân chủ của chúng ta đi về đâu chắc là quý vị trả lời quý vị biết không? quý vị ghét rất ghét âm tập Cận Bình rất ghét Trung Quốc rất ghét Nga tại sao quý vị đi bỏ phiếu cho một người mà gọi là uh, liên kết với Putin cái câu hỏi đó ừ. câu hỏi lớn quý vị sẽ đặt ra và cái, quý vị sẽ tự biết thôi quý vị đừng nói là ô con cháu chúng ta mày không biết rồi phải bầu cho cộng hòa thế này quý vị chính quý vị không biết có cái đầu mà không biết suy xét đó là cái điều như anh tiến vừa trình bày đó muốn yên ổn muốn có một cái nhìn tốt cho đất nước hoa kỳ của chúng ta giấc mơ hoa kỳ của chúng ta quý vị biết là bây giờ tới 23 nhà kinh tế mà bây giờ mới gia tăng nữa cùng với là 741 các quý vị gọi là lãnh đạo trong cái nội các của các triều đại cũng như là nhiều cái giới chức cao cấp khác học ký tây để mà kêu gọi bầu cho Harry, họ không phải là họ dở, họ không phải họ không biết, họ là những người yêu nước. Mặc dù những người này cộng hòa, thành họ đặt cái chữ yêu nước lên trên cơ quyền lợi của đảng phá như ông trên đi nữa, thành chúng tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy hỗ trợ cho anh để Trần ở miền Nam Cali cũng như quý vị đi bỏ phiếu và chúng tôi sau À, thứ ba thứ ba tuần à, sau nữa thì chúng tôi có thể cũng gần 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 à, gần tới ngày anh tiến còn một kỳ nữa mà anh tiến còn một kỳ nữa và mới qua bầu cử thành chúng tôi cũng mong gặp lại và những lời mà anh tiến vừa trình bày đó là những lời nói từ tâm khảm của mình trong cái lòng của mình làm của anh tiến hay làm của chúng tôi cũng đều giống nhau cả chúng ta muốn đất nước yên ổn và giấc mơ của mỹ để cho con cháu chúng ta chúng mà bên lề chúng tôi kể ngày hôm qua chúng tôi đi gặp hai người việt nam về anh đó là anh thưởng có cái hình đó và có chị 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 Minh chị Minh chỉ nói chị không quan tâm chính trị từ lâu chị không biết nhưng mà khi ông thưởng đó mỗi lần chỉ đi làm về nghe anh thưởng ảnh cho cứ anh anh làm bầm anh chửi ông Trâm hoài mà chị không hiểu tại sao vậy thì tới chừng dần già rồi mới hiểu được là ông gác ông Trâm, ông nói ông Trâm mắt dạy trong một cái người mà ăn lãnh đạo đất nước mà mình là gì thì từ đó chỉ mới bắt đầu chỉ tham gia chỉ mới suy nghĩ thì bây giờ chỉ cũng kêu gọi là chỉ nó ngày hôm qua chỉ đi ra ly đó thì chỉ sướng vô cùng chỉ diễn tả là sướng vô cùng bởi vì đây là mình ở trong ba bốn năm rồi mà mình mới đi ra ly mình mới ý thức được mình ở có nền dân chủ đó dân chủ phải trả bằng máu và nước mắt không có tự dưng mà có ngân thưa quý vị mà sở dĩ quý vị được đấu đãi bình ngày hôm nay đó là nhờ những người mỹ đang như là Bậc tin King Thư Kinh đã đấu tranh để chúng ta có ngày hôm nay nhưng mà người Việt Nam sao má quay nó bên tiếng này họ họ quay liền này họ không nhớ mà họ lại còn khi dễ những người đó có những người như ở đây họ nói ông Obama là thằng bộ đen mà cái à. anh còn đó anh biết làm gì không Biết <laughs> làm không? mình không khi mình mình không kính trọng có cái nghề hết nhưng mà là có cái đầu áp kỳ thị như vậy tới cái mức như vậy anh biết là ông Obama hai vợ chồng Michelle Obama đều học ở Hava là những người thượng thạng đứng thứ bảy sát thứ tự trong các vị tổng thống mà được sắp theo thứ đặc đó thì quý vị biết là một người rất là giỏi trong những ngày vừa qua ông đi vận động liên tục đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình hơi dài mong quý vị thông cảm bởi vì anh tiến cũng tâm tình mà chúng tôi cũng tâm tình nói bằng tấm lòng và mong mà quý khán giả mình cũng thực hiện tấm lòng đó để không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình chúng tôi xin kết thúc chương trình ở đây và chúng tôi xin cảm ơn quý vị và mong quý vị subscribe like và share chương trình hỗ trợ bằng cách là comment cho anh uh, tiến nha để anh trở lại cho hăng hái à, xin kính chào anh tiến và kính chào quý khán giả mời anh đó à, chào anh không bớt à, kính chào quý khán thính giả xin chúc một ngày vui ạ à. À, ngày hôm nay mới thứ thứ bảy và con ngày chủ nhật đó chia cuối tuần vui vẻ anh thật <laughs> à, ngày yeah. chủ nhật thật là vui vẻ